Pepsi vị chanh mới sảng khoái tột đỉnh, bùng hết chất mình. Lays giòn bùng vị, rap hay bùng nổ. Wow, hy vọng là sau hôm nay là ủng hộ ủng hộ hả? Dạ vâng. Ủng hộ này em đúng hả? Sương sáng quá. Đó, ủng hộ. Trời ơi. Không đúng nha, cái này đúng nha. Thiệt sự cái này là quăng ở đây là đúng luôn á. Gần ơi, gần cho anh cay hết hai lần rồi đó. Quê là quê là quê, chúng mình quê nhiều. Để chụp em không biết đánh tiền nha. Có thể cho mọi người. Ok, nhờ chú quá. 1, 2, 3. Khi mà được gặp Big ở trong chương trình này thì đối với em nó đã là một món quà về những cái gì bọn em đã trải qua rồi. Yeah. Em lớn lên cùng với Big luôn. Coi như là những cái gì mà trong cuộc sống của một thằng đàn ông hai anh em đều trải qua cùng với nhau. Trời ơi, tôi liên tưởng ra nhiều cái quá. Trong cuộc sống của một thằng đàn ông nó có nhiều thứ lắm em ơi. Ý là những cái mà những thằng đàn ông đã trải qua với Big. Yeah. Ừ. Ý là bọn em mình đừng cái chi tiết. Đừng cái chi tiết. Thì ý là hai thằng đã được trải qua rất là nhiều thứ với nhau và chứng kiến nhau lớn lên bằng một cái cách nào đó. Tôi biết Justin nó là một người đàn ông rất là đàn ông nha, mà không biết sao cái cách lối hành văn của nó lạ luôn. Nó hành văn sao nghe lạ lắm thiệt á chứ. Cứ bẹn lẹn. Ừ, nó cứ bẹn lẹn mà nó cứ bị nụ sao á. Nó lạ lắm. Kỳ lắm. Chắc là em chưa. Rồi thôi. Trời ơi, mắc cỡ kìa, nhõng nhẽo kìa. Thấy ớn không? Thôi để xóa tan bầu không khí nổi da gà này, chúng tôi sẽ bắt đầu chương trình ngay bây giờ thưa quý vị. Một tràng pháo tay đồng viên cho các chiến binh của team Big Daddy. Hey. Cái này phải đứng dậy mới được. Gừng, không cây và taste. Wow, hy vọng là sau hôm nay là ủng hộ ủng hộ hả? Dạ vâng. Ủng hộ này em đúng quá hả? Sương sáng quá. Đó, ủng hộ. Trời ơi. Không đúng nha, cái này đúng nha. Thiệt sự cái này là quăng ở đây là đúng luôn á. Gần ơi, gần cho anh cay hết hai lần rồi đó. Quê là quê là quê, chúng mình quê nhiều. Quá đã luôn thiệt à. Bây giờ mà bắt bỏ rap thì đúng là bọn khác thì bỏ cái hồn thật còn gì nữa. Ờ thì bỏ rap như bỏ hồn đi được. Thì không? Thế mà chả có cái nón nào, chán thật sự. Mỗi có cái vụ mà ở đây này, này tinh thần đây này, này tinh thần đây này. Chán chết. Ý là chương trình mà chấp nhận thì em cũng rất là chia sẻ cái giám khảo không có khó có cũng quan rồi. Quá đỗi là chia sẻ với bọn em. Hàng năm là hình như có giám khảo nữa đúng không? Vâng vâng, có. Bây giờ không có. Ô, sao bây giờ lại không có nhỉ? Chỉ có mỗi Pepsi không calo thế là sao? Mất luôn ly rồi. Vòng 3 anh ạ. Vòng 3 mới có à? Vòng 3 mới có Rick ạ. Vòng này toàn lấy tinh thần thôi, tinh thần đây này. Cho nên lấy lại cái tinh thần của em. Lấy lại đi em ơi. Vô 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 vô. Phui 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 phui. Anh thấy. Đây nè, đây nè. Ở đây nè. Phát hiện. Đây nè. Thấy lẹo quá. Gì vậy? Em mới nói xấu anh. Rồi, trước mắt vậy đi ha. Anh ôn bài phát. Oceanus. Oceanus và Limitless. Anh không cố ý. Đâu anh đang đọc lyric của mọi người để anh phân tích thôi. World Cup cũng giúp anh về phần nói chuyện chút, bởi vì anh hơi kém về mảng nói chuyện. Có, không phải cái Spider-Man đó.
Ý là Miles Morales. Con này nè. Đó. Hả? À mọi người nghĩ là Spider-Man mà đời thật đúng không? Không, đây là Spider-Man trong hoạt hình. Tất cả những nhân vật là lấy từ hoạt hình mà. Cho cả Mary Jane vào đây à? Đi vô hả? Chị hỏi thêm một câu nha. Nếu như hồi nãy mà mình được đứng trên sân khấu mà phải chọn cái kiểu mà để người ta cao hoa cho mình á, Ray nghĩ mình có nói được mấy câu thả thính giống như hồi nãy không? Không, chắc chắn không. Không được, không nói được câu nào luôn. Không nói được đâu, nghe nó cứ bị sượng cái mồm ấy. Nhưng mà mình thấy mình rap cũng nhiều lời lắm mà, sao mình không nói được mấy câu như vậy hả? Mình có thể rap được mấy câu như vậy. Nhưng mà mình cảm thấy là mà những cái câu đó thì thực ra thì nó chỉ nghe vui tai, nghe trên nhạc nó vui thôi. Chứ thực ra mình dùng ở ngoài đời là nhảy đớp. Nhưng mà cộng với lại là thực ra là mình cảm thấy hai bạn rất là gan dạ, rất là khi mà đứng trước một người chị người rất là nguyện rất là mà dám nói như vậy hả? Chị Suboy thì mình cảm thấy là bạn hai bạn rất là gan dạ và rất là liều lĩnh để khi sáng tạo cái nội dung bài này. Ăn xong. Thôi âm ok, xong ăn rồi. Biết ạ, Rick ăn đi. Rick đỡ cái họng chưa? Tôi hát cái quả bầu dân hoa nên hát rồi. Bỏ. Thiếu ngủ. Ăn già. Ăn em bốc luôn. Có đũa à? Đôi vừa đũa. Đâu? Tôi không ăn. Không, ăn đi, vừa ăn đi. Rồi, mời hai giám khảo ngân ngang mình. Rồi mời cái bọn em về để vô trong cái ngay giữa hai cái ghế đó, chúng tôi ở phía sau mấy cái cú cam đi là mình sẽ thấy nó nhiều đồ lắm. Đừng có tắt ra, nó bay ra, em mất hình. Rồi, chúng ta bắt đầu ạ. Em mời anh Thành ạ. Thích ăn kẹo. Ồ, Nina có Chuchi nè. Nina biết Chuchi không? Chuchi. Chuchi là ai? Chuchi là bạn của mẹ. Ủa, nó người Việt Nam mà. À, thế à? Trời. Trời ơi, cô bé. Ê, Nina khi nào Chuchi chơi với... À? Yeah, đó là Chuchi. Con muốn nói chuyện với Chuchi ạ? Ồ, Chuchi chắc ăn gì đó. Ê chứ bữa nào đi chơi chung popcorn. Sang nhà popcorn, chơi. Popcorn, yeah, popcorn. Cho sang nhà chơi với Chi. Yeah. Popcorn á? Yes, popcorn. Nina muốn nói gì không? Cảm ơn Chuchi. One more? Không? Cha mẹ không? Lấy cha mẹ không? Yeah. Cảm ơn Nina, cảm ơn Chuchi. Nào sang chơi với Chi à? Chi ở nhà mình toàn chơi mình. À vậy hả? Yeah. Con giữ. Hey Nina. Chuchi có một chị hay sao? Chị đúng không? 4 tuổi chưa? Hơn 4 tuổi rồi. Gần 5 tuổi. Chuchi có một chị tên là Sisi. Bữa nào Nina đi qua chơi với chị Sisi nha. Nhé. Yeah. Có một em nữa. Có một em nữa vui lắm. Chi chụp một hình với mình đi. Chụp bằng phone thôi được rồi nhé. Yeah. Có đủ sáng không? Không đủ sáng, that's the thing. Chụp bằng phone với flash. Ok. Nina một hình với Chuchi với mẹ nha. Ở giữa con ở giữa. Can you come here? Yes. Okay, come close. Yeah. Nina đứng lên đi. Yeah. 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 Nice. Yeah. Thank you. So beautiful. Bé biết tiếng Anh đúng không? Bé biết. Yeah, yeah, yeah. Bé biết tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp. Oh, thế à? Yeah. Đỉnh. Okay. Chú biết mỗi tiếng người. Nào sang chơi với Chi nha. Thế nào qua chơi với chị với em ok. À đây qua. Bye bye, mẹ đi lên với chú Chi ok. Mẹ đi làm việc. Không. Mẹ cảm ơn bé. Mẹ gửi lại cho papa nha. Papa cầm giúp mẹ nha. Bé nhớ uống nước ok. Trời ơi, đã quá. Biết sao ở nhà đó, sư nói với Nina là có hai bạn của mẹ. Tại vì nó có coi cái rap về cái mình hát cái bài đó. Sau đó là, cái này là Chuchi là bạn của mẹ nè. Chú Ryan là bạn của mẹ nè.
Năm có bạn mới là Chú Carrick nó mới biết thôi, nhưng mà suốt ngày nó biết là Chú Chi là bạn của mẹ. So. Hôm nay thấy gặp thấy ấy hơn đấy, thấy open hơn. Không, nó always mới. Open. Nó chỉ hôm có trước không trước mệt hay không thôi. À. Yeah. Đang bị vợ anh đang cầm máy rồi, tí xong anh chụp. Anh mượn máy đi, anh mượn máy. Mọi người có thuộc bài theme song của anh không? Bước vào đây các em phải nép vào. Anh thở ra mấy câu lên giấy mà chép vào. Tí nó quay nhá, tí nó quay ở đấy nhá. Okay. Vào chân đã lên trên hết chưa? Anh Bao hứa gì mà ghê vậy anh Bao? Anh hứa gì mà mọi người hú hét như vậy? Các bạn có thuộc cái bài team song của anh không? Bước vào đây em phải nép vào, anh thở ra với câu dễ chém vào. Lát nữa anh sẽ quay cái đoạn các bạn rap vậy đấy. Ok. Bây giờ bên mình sao vậy? Bên kia người ta hứa hẹn đủ điều luôn á. Người ta hứa hẹn là sẽ rap cùng fan này nọ, sẽ quay lại. Anh biết chị chụp hình cùng với fan không? Bên mình điều hiu á, mình hứa gì không? Mình... mọi người muốn gì? Em hứa gì hết trơn. Người ta quá trời bên kia rồi kìa. Anh sẽ quay clip cùng mọi người. Dạ rồi. Mọi người làm vị trí. Ok, giờ đất nữa coi nha, đã hú hét có bằng bên kia không kìa. Hú hét là chắc chắn là hơn rồi đó. Đó, thấy chưa, mời ta đắp tập rác nè. Rồi nào, anh Từ 1, 2, 3. Bước vào đây các em phải nép vào. Anh thở ra mấy câu lấy giấy mà chép vào. Ok, nào. Bước vào đây các em phải nép vào. Anh thở ra mấy câu lấy giấy mà chép vào, có thua không? 1, 2, 3. Quá okay. Trời. Mọi người cấp điện thoại nha. Lát làm lại nha anh ơi. Ok. Ok ok, lát làm lại. Không có khán giả ao quá anh. Ao rồi. Mấy bạn có quay hình. Tranh thủ làm rồi mà. Cho em sát đó nha. Ok rồi. Anh cho biết chụp hình riêng cho biết đây. She will take it. Anh phim hả? Chụp chụp anh. Để chụp. Em phải đặt tiền nha. Đi nha. Ok. Bên đây một tấm này. Chú là người Singapore. One, two, three.
có thích con đó không? Con có thích con đó không? Thiếng không? Thích con này không? Con rùa. Thích con rùa không? Thích. Hung con rùa đi, không hung bé rùa đi. Kiss bé rùa. Ok. Bye bye. 20 giờ xem gì trên V Channel. Thứ hai, 3, 4 đón xem Hoa Vương. Thứ sáu, đừng bỏ lỡ Người ấy là ai mùa 5. Thứ bảy, chạy cùng Rap Việt mùa 3. Đặt lịch xem ngay lúc 20 giờ. Xem sớm nhất trên ứng dụng Vion.